cha, quý cha và cộng đoàn an toàn. Kính mời cha thư ký và giám mục đọc tiểu sử Đức ông Gioan Lê Đông Việt Nam. Tiểu sử Đức ông Gioan Baptista Lê Xuân Hoa, Quốc hiệu Xuân Liên Bang. Đức ông sinh ngày 23 tháng 4 năm 1926 tại Giáo hội Diệu Lân, Giáo xứ Xuân Phong, Giáo phận Vinh, Nghệ An. Trong gia đình có bốn anh chị em, ông cố là Phaolô Lê Ni và bà cố là Anna Nguyễn Thị Hướng. Năm 1938 học tại trường tập Xuân Phong, Diễn Châu, Nghệ An. Năm 1943 học tại chủ viện xã Đoài, Nghi Lộc, Nghệ An. Năm 1949 hiệu trưởng trường Sa Mai, Đông Tháp, Nghi Lộc, Nghệ An. Năm 1953 học tại đài chủ viện Xuân Bích, Hà Nội. Năm 1954 học tại đài chủ viện Xuân Bích, Vĩnh Long. Năm 1955 học tại đài chủ viện Vinh, Sài Gòn. Năm 1956 học tại đài chủ viện Bùi Chu, Gia Định. Năm 1957 đến năm 1958 chịu các chức nhỏ và phụ phó tế tại Sài Gòn. Ngày 19 tháng 7 năm 1959 thụ phong linh mục tại Gia Định. Từ năm 1959 đến năm 1961, giáo sư tiểu chủ viện trên Phước Từ, Thủ Đức, Gia Định. Từ năm 1961 đến năm 1964, quản sứ Vinh Hưng, Phan Thiết. Từ năm 1964 đến năm 1965, giáo sư tiểu chủ viện Sao Biển, Nha Trang. Từ năm 1965 đến năm 1972, quản sứ Minh Thủy, Phan Thiết. Từ năm 1971 đến năm 1975, thành viên sinh hoạt nhóm phiên dịch các giờ kinh phụ vụ. Ngày 2 tháng 7 năm 1972 đến ngày 7 tháng 2 năm 2006, chánh sứ Thanh Xuân, kiêm quản hạt Hàm Tân từ năm 1972 đến năm 1999. Ngày 25 tháng 1 năm 1998, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô phong tặng giáng chức danh dự, thường gọi là Đức Ông. Ngày 7 tháng 2 năm 2006, được tuyên chuyển về Tòa Giám mục Phan Thiết và tiếp tục làm việc trong chức vị tổng đại diện giáo phận Phan Thiết. Từ năm 1986 đến năm 2009, tổng đại diện giáo phận Phan Thiết. Từ năm 2009 đến năm 2017, nghỉ hưu tại nhà hưu trưởng các linh mục giáo phận Phan Thiết. Với quốc hiệu Xuân Li Băng, Ngài đã sáng tác nhiều tác phẩm đào đời và được nhiều người ngưỡng mộ. Và cuối cùng, ngày 19 tháng 7 năm 2017, về an nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 91 tuổi, 58 năm linh mục. Kính mời gia tự sự thánh lễ, xin mời và tự. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tình giang của Chúa ở cùng anh chị em. Cùng cha. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta được tập hợp quanh bàn tiệc thánh thể đây để cùng nhau hiệp dâng thánh lễ an táng
cầu nguyện cho Đức ông Gioan Baptista Lê Xuân Hoa với một cuộc hành trình đức tin trong suốt 91 năm làm người và làm con Chúa. Đức ông đã thể hiện chức năng Kitô hữu của mình qua 58 năm làm linh mục. Trong 58 năm này, 42 năm trong trách nhiệm mục tử tại các giáo xứ Vinh Hưng, Vinh Thủy và Thanh Xuân, 23 năm trong trách nhiệm tổng đại diện giáo phận Phan Thiết, 5 năm trong trách nhiệm đào tạo tại các tiểu chủng viện Thánh Từ Thủ Đức và sau biển Nha Trang. Đức ông Gioan Baptista là cây đạo đại thụ, là cây cao bốn cả của linh mục đoàn giáo phận Phan Thiết. Ngài là gương mẫu cho đời sống đạo đức, là một tự chuyên cần mẫn gán, một thi sĩ sáng tác nhiều tác phẩm đạo đời nhằm giáo dục đức tin và cách ứng xử cho các Kitô hữu tại giáo xứ Thanh Xuân của người. Cộng đoàn linh mục, tu sĩ, nam nữ và anh chị em tín hữu sáng nay dâng thánh lễ này vừa là lời cầu nguyện và là lời tạ ơn của giáo phận dành cho Đức ông, người anh em linh mục của giáo phận, vừa là lời chia buồn với các linh mục nghĩa tử và cũng như linh tông nhất tộc của Đức ông, vừa là lời cầu xin lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa ban cho người tôi tớ trung tín và khôn ngoan đã suốt đời tận tụy phục vụ cộng đồng dân Chúa, nay được ơn tha thứ và được hưởng hạnh phúc ngàn thu bên Chúa. Chính trong ý nguyện này, mỗi người chúng ta hãy sớm sáng niệm dâng thánh lễ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Trong sự làm nhắc của Chúa
và được in đi như thế, kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ. Vì sự say mê giả dối làm cho sự bày ra tối tâm, vì tình dục làm điên đảo tâm hồn thanh sạch. Dù kẻ lành chết sớm, nhưng họ có nhiều thời giờ làm việc, bởi linh hồn họ đẹp lòng Chúa, nên Chúa sớm cất họ ra khỏi sự gian ác. Dân chúng nhìn thấy họ mà không hiểu gì, không quan tâm đến sự việc đó, vì Thiên Chúa ban ân chuẩn các thánh của người, tỏ lòng từ bi với các ngài, và đã nhìn thấy những kẻ người tuyển chọn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin phục Cha, vì Cha đã dấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà là mặc cải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Mọi sự đã được Cha ta cho phó cho ta, không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và người mà con muốn mặc cải cho. Hãy đến với ta, với tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy áp của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn, vì áp của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. Những điều tôi chia sẻ sau đây là những điều tôi đã tâm sự với Đức Ông 2 ngày trước khi Đức Ông ra đi. Đức Ông John Bautista đã ra đi vào tuổi đại thọ 91, vào đúng ngày kỷ niệm 58 năm chịu chức linh mục ngày 19 tháng 7 1959. Ngài được nhiều người biết đến vì Ngài là tiến sĩ với quốc hiệu Xuân Li Măng, và với sự kết hợp tuyệt diệu giữa thơ và kinh, Ngài nổi tiếng là một linh mục chuyên cần cầu nguyện. Nhưng đối với chúng tôi là giáo nhân, là học trò của Ngài, Ngài còn là người thầy nhiệt thành trong việc dạy giáo lý, nhất là dạy giáo lý bằng dùng ngôn phúc âm. Hình ảnh Chúa Giêsu và những người bé mòn tội lỗi gồng gánh nặng nề bao quanh Chúa Giêsu mà Thánh Matthêu vừa mới tường thuật làm chúng tôi nhớ đến hình ảnh Đức Ông đang dạy giáo lý. Bởi vậy trong bài chia sẻ này, chúng tôi chỉ dừng lại ở thao thức dạy giáo lý của Đức Ông, đặc biệt là 34 năm làm quản sứ giáo xứ Thanh Xuân, một xứ đạo đa số gốc giáo xứ Thanh Già giáo phần Vinh. Ngài đã vận dụng kho tàng 44 dù ngôn phúc âm với 32 dù ngôn được phổ thơ để dạy giáo lý. Nỗ lực này là một trong những ghi nhận để Đức Thánh Cha ban cho Ngài tước Đức Ông vào năm 1998. Chúng tôi cần có một đánh giá về cách dạy giáo lý này sau khi đã xem xét cách dạy, sự hưởng ứng của giáo dân để trân trọng công lao của Ngài. Sau chiến tranh vào thập niên 80, hầu như tất cả mọi sinh hoạt tôn giáo đều chỉ có thể diễn ra trong nhà thờ. Việc dạy giáo lý gặp nhiều khó khăn. Dạy giáo lý qua dù ngôn diễn thơ đã được áp dụng tại giáo xứ Thanh Xuân. Cha xứ là giáo lý viên cho cả cộng đoàn. Mọi người học thuộc lòng dù ngôn, đọc đi đọc lại nhiều lần, và cha xứ sẽ tùy nghi giải thích trước lễ, sau lễ,
trước và sau giờ tinh, vân vân. Mọi người từ già đến trẻ vui vẻ học giáo lý. Rồi khi việc dạy giáo lý có nhiều phương pháp hơn, có nhiều điều kiện dễ dàng hơn, cách dạy ấy gặp nhiều phản ứng, như là cách dạy không còn phù hợp hay việc diễn thơ sẽ làm cho dù ngôn bị thay đổi. Phản ứng thứ nhất là diễn thơ làm cho dù ngôn bị biến dạng. Diễn thơ là cả một nghề thuật sắp xếp vần điều cho đúng luật. Vì vậy có thể nói khi diễn thơ thì không hẳn là dịch, nhưng đây là cách đọc kinh thánh của thơ. Một thi sĩ không phải là chuyên viên kinh thánh, họ đọc bản văn theo khả năng thi phú của mình. Đó là dù ngôn diễn thơ. Linh mục Đông Anh, giáo sư kinh thánh, trong lời giáo giới thiệu cho cuốn dù ngôn phúc âm diễn thơ và nói: phiên dịch và phổ biến những bài giảng thuyết hay những bài học bằng dù ngôn, ngụ ngôn của phúc âm là một hành động rất đáng khen ngợi. Nếu đem những bài học bằng dù ngôn của Chúa diễn giảng với một thể văn bình dân, với những phần thơ lục bát dễ đọc và dễ nhớ lâu, thì công việc đó càng đáng khen ngợi hơn nữa. Với những đánh giá trên, chúng ta thử đọc một vài dù ngôn làm ví dụ. Dù ngôn người gieo giống bắt đầu như sau: người gieo hạt giống đi gieo, áo xanh gần ngòn gió chiều ướt tha. Câu áo xanh gần ngòn gió chiều ướt tha không có trong bản văn, nhưng đó là hình ảnh của thơ diễn tả một nông gia tươi vui và hào phóng khi gieo giống bất kể đó là mảnh đất nào, về đường đá sỏi bụi gai hay đất màu, miễn sao đâm bông nằm trĩu của gió thô gần vàng cho một mùa gặt bồi thu. Hay là dù ngôn men trong bột được kết thúc như sau: mỉm cười bà đứng bà xem ba đấu một giày men hồi nào. Câu này cũng không có trong dù ngôn, nhưng diễn thơ lột tả hiệu quả của sự điệp tin mừng nơi người phụ nữ đứng chân kinh ngạc trước sức mạnh âm thầm của nắm men tin mừng. Những hình ảnh vừa rồi trong các ví dụ vừa nêu trên là những cách đọc kinh thánh tuyệt vời của thi phú, phong phú về tưởng tượng và chiêm nghiệm. Cuốn kinh thánh ngày nay là cuốn sách để đọc, vì thế người đọc đóng vai trò quan trọng để cho lời Chúa sống được, nói được và loan báo được. Người đọc quan trọng vì theo cách nói của triết gia Paul Ricoeur, bản văn là trẻ mồ côi cha, còn tác giả là con nuôi của những người đọc bản văn ấy. Như vậy, cần phải chú ý tới cách đọc bản văn và việc đón nhận bản văn. Đọc để hiểu, đọc như hơi thở của con người vậy. Hơn nữa, nếu có Thánh Thần linh dẫn cho các người viết kinh thánh, thì Ngài cũng đồng hành với người đọc kinh thánh để cho kinh thánh thành lời sống động, chứ không phải là những chữ viết suông. Muốn như thế, kinh thánh phải được đọc và suy niệm lâu giờ. Lời Chúa ngỏ lời cho tất cả mọi người thuộc mọi nền văn hóa. Như vậy, bản văn kinh thánh được diễn thơ là một cách đọc dù ngôn phúc âm, nó thực sự phục vụ cho lời Chúa. Nhưng cách đọc lời Chúa qua thi ca hoặc kinh nguyện bình dân vẫn luôn là một cách đổ về khía cạnh thần học khi được chọn để dạy giáo lý. Phản ứng thứ hai là phương pháp từ chương đã lỗi thời rồi. Phản ứng này nảy sinh do áp đặt một cách dạy cho mọi lứa tuổi. Lời Chúa là lương thực, phải được dọn cho mọi người, nhưng phải phù hợp cho mọi lứa tuổi. Em bé sơ sinh không thể ăn như người lớn,
Vậy thì khi có các phương pháp khác, cách dạy giáo lý theo đường ngôn diễn thơ có còn phù hợp không? Nhớ lại cách Đức Tông dạy, dĩ nhiên là tại nhà thờ, khi chuẩn bị cử hành phụng vụ, một bà tốt chồng bắt lên một điều ngôn và mọi người đọc rôm rã, có thể lặp lại một vài lần. Rồi ngày rồi một vài người đọc một lần dù ngon đó một lần nữa, có thể là một thiếu nhi 8 tuổi hoặc là một cụ già 60 tuổi, cả hai đều khoanh tay đọc như nhau và cả cộng đoàn vỗ tay tán thưởng. Nhưng khổ nỗi là thường các em bé thì thuộc lòng hơn người lớn. Rồi sau đó là phần giải nghiệm dù ngôn và bài học từ dù ngôn. Phần này đặt ra nhiều khó khăn vì người ta dễ dàng nhận ra sự lạ lùng của ông nông dân hào phóng và mùa lúa bội thu của ông, hoặc người phụ nữ kinh ngạc trước sức mạnh của tí men với ba đấu tội. Nhưng việc cắt nghĩa và ý nghĩa của dù ngôn thì gặp nhiều phức tạp vì không thể cắt nghĩa cùng một cách cho mọi lứa tuổi được. Và các hình ảnh trong dù ngôn lúc này mới phát huy tác dụng, vì dù ngôn nói bằng hình ảnh cho tất cả mọi lứa tuổi. Chẳng hạn chỉ có người lớn tuổi mới có thể nhận ra khía cạnh thân súng nơi người đàn bà vui mừng trước ba đấu bột dày men. Vì vậy sẽ không có vấn đề nếu cách dạy theo dù ngôn phúc âm nhiệm thơ được tiếp tục song song với các phương pháp khác trong việc dạy giáo lý. Mỗi giáo lý viên cần phát huy sáng kiến của mình. Giáo dân Việt Nam quan tâm hưởng ứng vì vai trò của thơ bè trong văn hóa Việt Nam và truyền kể trong việc dạy giáo lý. Do đó diễn thơ phúc âm cũng là một nỗ lực hồi nhập văn hóa. Hơn nữa giáo dục Việt Nam có truyền thống truyền cổ, truyền kể đóng vai trò quan trọng. Nhưng cảm thức của giáo dân đòi hỏi một quan tâm đặc biệt, bởi lòng đạo đức bình dân tuy quan trọng nhưng làm thế nào để đời sống đức tin được trưởng thành luôn là một thách đố cho việc dạy giáo lý. Tóm lại, dạy giáo lý qua dù ngôn diễn thơ là một nỗ lực và khai phá của Đức Ông John Bautista, ước gì nó là lời hứng cho một phương pháp dạy giáo lý mới. Chúa Giêsu đã không giảng dạy gì mà không dùng dù ngôn. Những người đến với Ngài là những kẻ bé mòn, gồng gánh nặng nề, tội lỗi. Cứ như toàn thể nhân loại đến với Ngài, bởi cuối cùng chính Ngài là dù ngôn của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa Giêsu đấng giảng dạy bằng dù ngôn đón nhận Đức Ông John Bautista vào nước Chúa. Thank you.
cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Thank you.
Chúa hành sông và thể trên
Chúa ơi chiều xuống ngọc mênh mông,
cha hạnh. Quý hạnh trưởng, quý bề trên các hội dòng, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chủ sinh, quý hội đồng phụ, các giáo xứ, quý đoàn thể ban ngành trong giáo xứ và quý bạn bè, ân nhân và quý ông anh chị em đang hiện diện trong thánh lễ an táng hôm nay. Chúng con xin hiệp ý với người thân của chúng con là Đức ông Gioan Bautista, nhân lời cảm tạ Thiên Chúa đã cho Ngài làm người, làm con Chúa, và nhất là đã chọn Ngài làm linh mục đời đời của Chúa, đồng thời đã ban muôn vàn hồng ân hồn sát cho Ngài trong suốt 91 năm tuổi đời và 58 năm linh mục. Chúng con xin chân thành tri ân cảm tạ Đức Cha, Đức Tông, Điện Phụ, quý cha, quý tu sĩ và tất cả quý vị đã hiện diện thánh lễ tạ ơn hôm nay để cầu nguyện cho người thân của chúng con và chia sẻ nỗi niềm đau buồn thương nhớ của chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và tạ ơn tội hồn cho Đức Cha, Đức Tông, Đức Điện Phụ, quý cha, quý tu sĩ và tất cả cộng đoàn. Giờ đây chúng con xin phép được bày tỏ câu chúc tâm tình với Đức ông Gioan Bautista, là ông, là chú, là cậu, là nghĩa phụ yêu quý và thân thương của chúng con. Kính thưa chú, rất kính yêu, con xin được thay lời cho tất cả con cháu trong gia đình quý tộc linh tông xa gần có mặt nhưng vắng mặt, xin được thân đưa đôi lời để bày tỏ tâm tình quý mến, hiếu thảo và biết ơn của chúng con. Kính thưa chú, thế là 91 năm tuổi đời và 58 năm linh mục đã trôi qua trong bình an và thánh thiện, trong ân sủng, ân sủng và sự quan trọng kỳ diệu của Thiên Chúa. Mặc dù cuộc đời nhiều gian nan vất vả và khổ đau, mặc dù con người mỏng giòn yếu đuối không tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót vấp ngã, nhưng Chúa đã can đảm đi qua một chặng đường dài và vẫn mãi mãi trung thành với lời xưng vâng trọn vẹn trên hiến đời mình cho Thiên Chúa và tha nhân trong tinh thần khiêm tốn, hy sinh và phục vụ. Chúng con có thể ví cuộc đời của Chúa như một cây cổ thụ tại qua bao cơn gió bão mà vẫn đứng vững kiên cường, đi ngang với bầu trời quang đãng tươi sáng lạ lùng. Và còn lạ lùng hơn nữa là vẫn tiếp tục sinh hoa kết trái, cống hiến cho các linh hồn những hoa thơm trái ngọt thiêng liêng cao quý. 91 năm cuộc đời, một chuỗi ngày dài in đậm dấu ấn tình yêu và hồng ân của Thiên Chúa cùng với tình thương của con cháu, bạn bè và mọi người. Là con, là cháu, chúng con luôn ngưỡng mộ và tự hào về Chú. Mãi mãi cho Chú là tấm gương cao đẹp về tình yêu, lòng nhân ái, sự thánh thiện và niềm tin yêu phó thác. Chú đã để lại nhiều dấu ấn thánh thiện và tốt đẹp qua đời sống, qua công việc phục vụ Chú đã thực hiện trong suốt 58 năm qua. Giờ đây, Chúa đã thức, Chúa đi. Nhưng hình ảnh thân thương của Chú vẫn còn mãi trong con tim của chúng con. Chúng con vẫn nhớ thương, nói thương Chú và cầu nguyện cho Chú. Xin Chú tiếp tục thương yêu và cầu nguyện cho chúng con cùng. Chú quý mến Chúa, Chú đã được Chúa gọi về nhà cha sau một thời dài gắn liền với y tế thập giá của Chúa Kitô. Chúng con tin chắc Chú sẽ được Chúa hân hoan đón nhận. Còn nước của Chúa và bảo rằng thời kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến cửa ngưỡng vương quốc đã dọn sẵn cho con ngay từ thuở đời đời. Chúng con cũng xin Đức Cha, Đức Ông, Đức Điện Phụ, Đức Cha, Quý Chú Sĩ và tất cả quý vị tiếp tục cầu nguyện cho người thân của chúng con là Đức Ông Gioan Bautista Lê Xuân Hoa. Khi còn đại thế, người thân của chúng con không tránh khỏi những thiếu sót, xin mọi người nghĩ tình tha thứ.
và cũng xin tha thứ cho chúng con nếu trong có gì thất lễ trong lúc tham gia bối rối. Chúng con tất cả xin được đồng bài đạo. Tiếp đến kính mời cha Quán Hà Hạc Hàm Thuận Nam, nghĩa tử của Đức Ông, cử hành lễ đức tiễn biệt. Xin mời đoàn kính. Cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống cho Ngài, cho thi hài người anh em của chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phẩm hàm chư thánh. Xin cho linh hồn Đức Ông John Paul Tisita được Chúa cho về hợp đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện Chúa xót thương khi xét xử, để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vì một tự nhân lành bác trên vai, Đức Ông John Paul Tisita đáng được hưởng niềm vui muôn đời và chúc phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời.